Thưa quý vị và các bạn, xã Mang Ri, huyện Tum Mơ Rông được biết đến là vùng căn cứ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vượt qua nhiều khó khăn, xã Mang Ri hôm nay đã hòa nhịp với sự phát triển của huyện, đổi thay về nhiều mặt. Ông A Bia ở thôn Pu Tá, năm nay 72 tuổi, vẫn nhớ như in khoảng thời gian tham gia kháng chiến. Ông đi du kích từ năm 1960. Giai đoạn 1964-1968, ông tham gia tiểu đoàn 304, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện H-80 lúc bấy giờ. Ông cho biết, trong chiến tranh khốc liệt, không chỉ cá nhân ông, mà người dân trong thôn đều kiên quyết chống giặc ngoại xâm, nuôi giấu cán bộ, bảo vệ vững chắc khu căn cứ tỉnh ủy. 13 tuổi nè, con gạo nè, con nói chung mì khô, cái gì cũng con để phục vụ cho chiến trường, phục vụ cho quân đội mình. Người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn, không có thể đồng hành được cái thằng Mỹ. Làm thế nào mình phải cứu nước của mình, cứu đất của mình, không có cho mất đất, không có cho mất nước của mình. Vùng sao vùng xa là biết là dân tộc thiểu số, nhưng mà không có thể đồng hành. Tại xã Mang Ri, hiện còn khoảng 20 người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Họ là nhân chứng cho cuộc kháng chiến anh dũng của quân và dân trên vùng đất này trong chiến tranh và những khó khăn thiếu thốn sau ngày giải phóng như đói nghèo, trình độ dân trí thấp. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mà cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Mang Ri còn lập nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hôm nay. Với nhiều chương trình dự án đầu tư của nhà nước, đến nay, cơ bản những con đường bao quanh 6 thôn làng của xã Mang Ri đã trải nhựa, bê tông. Những công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng đầy đủ, qua đó giúp cho bà con đi lại và tăng gia sản xuất thuận lợi hơn, phổ cập giáo dục duy trì hiệu quả. Hôm nay bây giờ là được sung sướng nhiều hơn, đường xe, đường trường lớp là có hết tất cả là trong thôn, trong làng, trong xã. Đường bê tông đến nó vẫn có trong thôn luôn. Ngày nào cũng đi tham gia trường lớp hết, không có ai mà vắng nữa. Bây giờ trong làng là nhiều đại học 11-12 nó có nhiều các cháu. Trong phát triển kinh tế, với sự tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, người dân đã chuyển đổi từ cây có năng suất giá trị thấp như cây mì sang cây có giá trị kinh tế cao. Ngoài duy trì cánh đồng ruộng bậc thang, trên địa bàn xã hiện phát triển trên 260 hectare cà phê, trên 70 hectare cây dược liệu, trong đó cây sâm ngọc linh trên 20 hectare. Thôn Pu Tá có 60 hộ dân. Phát huy lợi thế về bản sắc văn hóa độc đáo, người dân trong thôn đồng lòng cùng chính quyền địa phương làm du lịch cộng đồng, gắn với du lịch dược liệu để từng bước thực hiện ước mơ thoát nghèo. Đến nay, thôn còn 3 hộ nghèo là người già neo đơn. Phát huy truyền thống làng Pu Tá ngày xưa, làng bây giờ mới tin cách mạng mà đoàn kết vượt khó thoát nghèo. Cái thứ nhất là trồng cà phê, bơ lời, sâm dai, sơn trà với lại cây dược liệu khác nữa, giống như sâm ngọc linh. Cố gắng xây dựng thôn làng cho nó xóa cái đói, giảm cái nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của xã Mang Ri đã giảm mạnh theo từng năm. Đặc biệt, có nhiều hộ phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Như vợ chồng chị Y ấy, ở tuổi 37, đã xây dựng được cơ ngơi khang trang nhất thôn Ngọc La, xã Mang Ri. Trong ngôi nhà xây rộng rãi, khá đầy đủ thiết bị điện tử thông minh, chị cho biết phải chăm lao động sản xuất thì mới thoát nghèo bền vững. Nhà mình xây được xây một cái nhà, mua một cái xe ô tô, nuôi con cái đi học. Nhà mình phải cố gắng trồng dược liệu, sâm dây, trồng lúa, cà phê, học cho nhà nước chỉ.
những kết quả đạt được ở mọi lĩnh vực đã góp phần nâng cao các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Mang Ri. Hiện nay, xã đạt 12 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, xã chú trọng đến việc giáo dục truyền thống văn hóa cách mạng. Tháng 8 năm 2007, khu căn cứ tỉnh ủy Kon Tum được công nhận di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Đó là niềm tự hào để xã Mang Ri tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng. Để phát huy cái truyền thống cách mạng thì trong thời gian qua thì xã cũng đã chú trọng với công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân và các thế hệ trẻ, nhất là các thế hệ trẻ về các em thiếu niên học sinh, sinh viên. Và để phát huy cái truyền thống mà kiên cường bất khuất đấu tranh trong cái thời kỳ kháng chiến thì xã cũng đã chú trọng về cái công tác giữ gìn bảo vệ và phát triển kinh tế xã hội, giúp sau đó giảm nghèo và xây dựng cái xã khởi sắc. Bằng quyết tâm cống hiến, tin tưởng rằng thời gian tới, chính quyền và nhân dân xã Mang Ri sẽ thi đua xây dựng vùng đất anh hùng thêm giàu đẹp.